Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2005, năm 2006, không tiền định nữa nè, không định nè. Nhưng mà tôi nói lại chúng biết nha, khi mà con mắt của mình mờ rồi đó, thì nó lại gần như nó đi đôi lại, nó lôi kéo cái tâm. Thành ra con mắt nó mờ rồi, cái rồi cái tâm nó mắt mờ nghĩa là mình suy yếu già, thì cái tâm của mình nó cũng suy yếu, nó già, cho nên là nó rất là dễ lẫn lộn. Thành ra phải hết sức là định tâm đó, chứ còn không nó lẫn lộn hết. Người ta gọi là người già là lẫn là vậy đó. Khi con mắt mờ rồi là nó kéo theo các cái thứ khác, nó đều coi như nó hư hao, nó mất mòn song song hết à. Đây là tôi chưa lãng tai á, như nói nó đặt chút đỉnh chứ chưa đặt nhiều quá. Thế còn nó còn có khả năng đặt nhiều hơn nữa cơ. Hôm nay là 18 tháng 6 2006, hôm nay là kỳ thứ 29. Bây giờ tôi nói lại cái khúc nãy giờ coi như bỏ đi. Hôm nay là ngày tôi bắt đầu tôi nói lại này nha. 18 tháng 6 năm 2006, 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 239. Không có thì giả đọc không được, thì giả khi đọc mình cần thì tôi nhờ cái gì đó vậy thôi, chứ cần bình thường là nhờ viết cũng không được, mà nhờ đọc cũng không tốt. Bây giờ tiếp tục, nhưng bữa rồi đó là chúng ta coi như là mình nghe tương đối là hoàn chỉnh về 12 nhân duyên đó, tương đối hoàn chỉnh bài bản văn tự ý tứ, nghĩa là tương đối đó, mình nắm được cái then chốt cơ bản thôi, chứ còn cái sâu sắc á thì chúng ta nghe như vậy chưa có sâu sắc đâu. Kinh điển của Phật nó còn sâu sắc, thật là sâu sắc, không đơn giản tí nào. Mà muốn nắm được cái sâu sắc đó, chỉ có cái cách là mình phải phát Bồ Đề Tâm, hoặc từ cái phát Bồ Đề Tâm đó mà tu tập thiền định, trí tuệ, rồi mới có thể đi sâu và nắm trọn vẹn được. Chứ còn mình học mà mình chưa có phát Bồ Đề Tâm, chưa có đi sâu vào giới học, định học, tuệ học, thì chưa trừ được cái tri kiến và giải thoát tri kiến, chưa trừ được cái tri kiến, chưa giải thoát được cái tri kiến, và chưa giải thoát được cái tri kiến thì chưa giải thoát được tự thân ngũ ấm của mình. Do vậy cho nên hôm nay tôi nhắc đại chúng một cái điều là tôi có lắng nghe, tôi lắng nghe nhiều Phật tử nhận thức rằng là học Phật thì học được nhiều đó, nhưng mà khó tu quá, tại vì giáo lý cao siêu quá, khó tu quá. Từ cái câu nói đó đó,
hôm nay tôi mới vạch ra một cái, tôi phân tích ra để các Phật tử để ý rồi. Thật ra đạo Phật không phải khó tu. Nó khó tu là không đúng, mà nó dễ cũng không đúng. Muốn dễ hay là muốn khó, mình phải học Phật, rồi mình phải nắm vững cái hệ thống giáo lý của đạo Phật. Tôi nói ví dụ như mình học Pháp Dạy nè, cái giáo lý mà liệu nghĩa thượng thừa là Phật tánh để nhập nghĩa không tri kiến Phật, rồi vừa rồi mình học mười cái giáo lý 12 nhân duyên thì không đơn giản thế nào. Vậy thì học giáo lý 12 nhân duyên rồi chúng ta phải sao đây, rồi chúng ta sẽ được cái gì trong này đây, hay là học rồi không được cái gì hết thì học chi cho mất công. Nhưng mà không phải vậy đâu, không phải học chi cho mất công đâu, mà vấn đề là phải đặt ra như thế này nè. Đạo Phật ai tu cũng được, cho nên nói rằng đạo Phật mà khó tu là không đúng, ai tu cũng được. Bởi vì giáo lý đạo Phật dạy rằng là ai cũng có khả năng thành Phật, mọi người đều sẽ thành Phật. Do vậy mọi người sẽ thành Phật và có khả năng thành Phật, do vậy cho nên ai tu cũng được, thành ra không gọi là khó. Thì giờ thì mình nói khó là không đúng rồi, ai tu cũng được, mọi người đều có khả năng thành Phật, mọi người đều sẽ thành Phật. Ta là Phật đã thành, Phật là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thế thì ai cũng có thể thành Phật, thì ai cũng có thể tu Phật được hết. Vậy sao gọi là khó? Mà nó khó là do chúng ta phải nhận biết cái chỗ này, để rồi chúng ta mới được nói khó hay là dễ. Tôi nói ví dụ như giờ Phật tử tại gia là phải khi mình phát tâm đây, phát tâm mình chỉ quy y với Tam Bảo, hướng về Tam Bảo là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mà mình phát tâm mình tu đây là tu của Nhân Thừa Phật Giáo. Thế thì những cái người mình tu Nhân Thừa Phật Giáo thì thật ra đạo Phật đâu có khó. Nhiều người được cái hạnh phúc của Nhân Thừa Phật Giáo lắm. Mà Nhân Thừa Phật Giáo là gì? Là thọ trì tam quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Phật là cái người giác ngộ chân lý vô thượng Bồ Đề để mở đường chỉ lối cho chúng ta học đạo, hành đạo để chứng đạo. Giáo Pháp là những lời dạy của Phật, cũng là chỉ đường mở lối thế nào là vô minh, thế nào giải thoát giác ngộ để cho chúng ta thực hành. Quy Tăng là những cái người mà có thể thay thế cho Phật truyền đạt giới học, định học, tuệ học để cho chúng ta tu học. Cái gì là quy Tam Bảo? Mà quy Tam Bảo thì quy Phật thì không đọa địa ngục, vì Phật chỉ đường chỉ lối thế nào là đúng, thế giáo lý của đạo Phật dạy thế nào là đúng, là sai, là thiện, là ác, không còn đọa địa ngục, đó là sự thật. Mà không còn đọa địa ngục bằng cách nào? Tôi nói ví dụ bây giờ đây, nếu là người quy Phật thì năm cái ông kỹ sư, 3-4 năm ông gì trong cái hệ thống dầu lửa ở Vũng Tàu đó đang bị bắt và có thể mất chức và có thể ở tù bao nhiêu năm mình chưa biết. Rồi cái vụ mà BOM-18, nếu mà thật sự quy Phật thì những người đó không có thân bà
lại danh liệt và cũng chẳng có đau khổ. Mà tôi nói cái này là chúng để ý nghe. Thí dụ như mình đang ở như vậy, mình đang sống với cái xã hội của mình là có nhân, có nghĩa, có lễ, có trí, có tính, nghĩa là tự do. Mình mỗi người đều có quyền tự do, tự do đi đứng, tự do nói năng, tự do phát biểu, tự do qua lại, tự do tới lui, tự do tạo cho ở của mình. Nhưng mà từ khi mà cái cấp làm ông quan như vậy mà phải vô ngồi trong khám, gọi là câu lưu chứ chưa gọi là bỏ tù. Bỏ tù thì khác hơn nữa, thì đó là mình đã coi như từ trên trời mà mình rơi xuống địa ngục rồi đó. Thành ra cái chữ địa ngục là vậy đó. Mà quy Phật không đọa địa ngục, là nếu như người chúng Phật tử chúng ta mà vừa làm quan, vừa làm thủ tướng, vừa làm quan, vừa làm vua, vừa làm những người tốt trong xã hội mà chúng ta quy Phật, là chúng ta đâu có làm vậy. Mà không làm vậy thì chúng ta là địa vị, nhân phẩm, tư cách của chúng ta là một con người tự do, tự tại, muốn đi đâu đi, muốn ở đâu ở, chứ đâu có bị câu lưu, không có bị cộng số 8 cộng do, không có bị đưa vô xà liêm. À, do vậy cho nên là quy Phật không đọa địa ngục là ý nghĩa như vậy. Chứ như mình mới có quy Phật à, mình chưa học sâu, mình chưa có phát Bồ Đề Tâm nha. Quy Phật khác mà còn phát Bồ Đề Tâm khác nữa. À, vấn đề là ở chỗ đó. Tôi nói cái quy Phật trước cái đã. Rồi quy Pháp à, là mình học chánh Pháp rồi à. Là mình hiểu thế nào là đa dục như khổ, sanh tử bị lao tùng, tham dục khởi, thiểu dục vô di thân, tâm tự tại. Đó, câu đó là bài chánh Pháp để tam giác trì đó. Ai đa dục là người đó khổ, có không? Đấy, ví dụ như cái vụ mà là BOM 18 là đa dục đó mà ra đó. Vì những cái người mà giám đốc, tổng giám đốc dầu khí mà bây giờ là ở trong câu lưu trung tu gì đó là cũng do đa dục mà ra. Và bao nhiêu người còn nữa, và trước đã vậy, hiện giờ đã vậy, và sau này cũng còn vậy. Đó là tại vì là mình không có quy pháp, mình không có học cái câu đa dục di khổ, sanh tử bị lao. Sanh tử bị lao là gì? Tùng tham dục mà nó sinh ra, nó khởi ra đó. Và cái người mà quy pháp rồi là người ta không có đam mê, người ta không có lưu luyến, người ta không có ước vọng trong chờ ngoài cái khả năng lương thiện của người ta để cho có tiền. Vì vậy cho nên là người ta không có nốc khổ dài mà để trông chờ những cái tiền tài phi pháp nào đó. Do vậy cho nên người ta không có bị cái nạn khổ gì cung cầu. À, cung cầu. Mà cái người mà cầu nhiều quá, mà cung bao nhiêu cũng không thỏa mãn, là không thỏa mãn cung cầu, là người đó ngay trong cuộc sống của mình là mình sống bằng cái kiếp ngạ quỷ, chứ không phải ngạ quỷ là chờ có cái con ngạ quỷ cái bụng như là bằng hai cái dâm tóc sắp, rồi cái cường cổ, cái thực quản đó, đó là bằng cái lỗ cái kiếp. Người ta nói đó là ta hình dung cái nỗi khổ của cái cung cầu mà nó không thỏa mãn, để người ta nói đó là cái khổ của ngạ quỷ là vậy. Cái bụng quá lớn muốn ăn rất là dữ, nhưng mà giọt nước nó nhỏ xuống như cái lỗ cái kim thì chừng nào mới thỏa mãn đây. Cho nên chúng ta ở cõi đời này mà cái cung cầu mà chúng ta không bình quân được, chúng ta không tri túc được, thì chúng ta sống bằng ngạ quỷ đó. Còn ai mà nói ngạ quỷ là cái thứ cái con này con kia ở đâu đó, đều là người ta không có hiểu được cái ý của Phật. Ta mượn cái văn tự, cái ngôn ngữ để ta nói lên cái nỗi khổ của những người tham dục không bao giờ thỏa mãn, là ngạ quỷ, là quỷ đói. Cho nên chúng ta coi chừng, hằng ngày chúng ta là thành ngạ quỷ mà chúng ta không hay không biết. Thèm thuồng vô cùng, mong muốn vô cùng, trông chờ mong đợi vô cùng, mà không có lúc nào không thèm thuồng, không mong muốn, không trông chờ, không mong đợi, không nghĩ tới cái quyền lợi của người khác mà đem về cho mình. Cứ trông chờ mong đợi làm thế nào mà để đem được cái quyền lợi của xã hội, của người khác đem về cho mình cho thiệt nhiều. Mà chưa cái đó mà chưa thỏa mãn thì mình còn trông chờ mong đợi, lưu luyến thèm thuồng mãi, thì đó là mình sống bằng ngã quỷ. Không vậy đó.
dễ thì học, còn bạn mà học đừng có học Phật con, đừng có học Phật, không có cái gì khác nữa đâu. Thì địa ngục rồi ngạ quỷ rồi súc sanh. Súc sanh là gì? Là cái người nói theo Khổng Tử là cái tiêu chuẩn làm người là phải có nhân, có nghĩa, có lễ, có trí, có tính, ta gọi là năm cái điều thường, thường là thường xuyên liên tục, con người phải có cái đó. Đó. Còn như đạo Phật á, thì không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không được. Thì bên đó là ngũ giới, bên đó là ngũ thường, đại để ta so sánh thế. Đó là cái tiêu chuẩn của một con người. Mà nếu như mà bên ngũ giới, người theo đạo Phật mà ngũ giới mà mình bị phạm, thì đương nhiên là mình bị rơi vào được quật địa ngục, quật ngạ quỷ, quật súc sanh như nói nãy giờ. Mình mất cái tư cách của con người, thì mình là súc sanh. À, mặc dù là đi hai chân, bởi vì cái con sả niên, cái con tinh tinh nó cũng đi hai chân vậy. Và nhiều con thú rừng cũng đi hai chân. Thì không phải nhất thiết là hết con người đi hai chân là con người, mà đi hai chân mà vẫn là cái tâm hồn súc sanh. Ý tứ của kinh điển người ta là nói là vậy đó. Nhân bất thần của kim như ngư mã nhị gấp cư. Đó là Nho giáo nói như thế. Người mà không có nói về ngũ thường mà không có, nói về ngũ giới mình đồng hành mà không có, thì giống như súc vật mà có mặc áo quần thôi. Ở bên đâu châu Âu mùa lạnh người ta may áo may quần ta mặc cho chó đó chứ, cho súc vật đó chứ. Thành ra đâu phải mặc áo quần là người, mà có thể là cái tiêu chuẩn là mọi người nó mất rồi thì nó giống như là súc vật. Đó là kinh điển, là người xưa người ta nói như vậy, chứ bảo rằng là mình sống mình đỏ súc sanh thì mình phải mọc ra bốn cái chân, đâu phải vậy, không có bao giờ. Đó. Thế thì là tu nhân thừa là tam quy ha, còn ngũ giới là các vị để ý đi, không giết người. Cái lý do tù tội bắt bớ học không, luật pháp của người ta bình thường vậy, nó đâu có ai động tới mình đâu. Nhưng mà nếu mình giết người thì có thể là tù tội, thậm chí giết người kiểu nào đó tử hình. Mà tử hình thì vừa địa ngục vừa ngạ quỷ vừa súc sanh, một chồng chất đau khổ nhập chung lại, nó đi tới chỗ tử hình. Rồi không trộm cướp, rồi không tà dâm, rồi không nói dối, rồi không uống rượu. Các vị để coi cái đạo Phật mà mình tu nhân thừa đó thì nó ngang đó thôi. Phải nói là mình tu nhân thừa thì mình phải hưởng cái phước ngang đó thôi. À, nhưng mà đây là nói đa số tuyệt đối là chúng ta không ai bằng lòng cái đó nha. Coi bằng lòng đó đòi quá trình quá đòi, gặp Phật là đòi gặp Phật là đòi đủ thứ, đòi hiện tại rồi đòi quá khứ, có bao nhiêu phước lành nhắc với Phật đòi, rồi đòi Phật cho, nào là làm ăn giàu có sống dai, nào là con được mạnh giỏi, nào là con cái của con nó học hành đỗ đạt. Thôi mình đòi với Phật quá trời, thành ra mình không được. Phật sao cho được? Phật là dựa trên nhân quả mà. Không cho được anh nói được. Ôi, thế là đạo Phật khó quá. Tu không thành tựu, chết thành tựu đó chứ. Tam quy ngũ giới mà các vị rồi các vị bình yên hạnh phúc, gia đình làm ăn nhẹ nhàng như vậy thì còn đòi cái gì nữa? Đây là mình đặt vấn đề cho rõ ràng. Ở đây là hôm qua có Phật tử đặt vấn đề là nhân cái dịp mà ta nói đạo Phật khó tu đó. Tôi mới nói không phải khó, khó thiệt nhưng mà không phải khó. Đạo Phật mà đi tới cái giai đoạn mà các vị mà phát Bồ Đề Tâm á,
cá mà. Cái này là do tôi nghe kinh Hoa Nghiêm học ra là cả trăm lần cơ. Hiện tại đồng tử là cái người đi tham vấn thì là bao nhiêu vị thiền tổ đi thức ra là từ cái chỗ của tâm thất của đề tâm rồi. Cho nên ta đi tới đâu ta nghe cái gì là ta lãnh hết ráo, ta lãnh hội hết ráo, không còn thấy có một cái gì khó. Là tại vì ta phát bộ đề tâm rồi. Còn như chúng ta như vậy đây này, nói cho đúng ra là chưa có phát bộ đề tâm. Chưa có ai phát bộ đề tâm hết. Nếu có, chẳng qua là ngôn từ, mà còn cái phát bộ đề tâm thật sự là chưa có. Chưa có chứ không phải là không có. Chưa có. Còn danh từ Pháp Bồ Đề Tâm thì có. Nói Pháp Bồ Đề Tâm thì có nguyện. Nguyện bằng lời lẽ, bằng tâm nguyện sơ sơ thì có. Mà Pháp Bồ Đề Tâm thiệt chưa có. Vì vậy cho nên Đạo Phật khó tu. Đạo Phật chỉ dễ tu với tu nhân thừa và thiên. Và thiên thừa thôi. Đấy, thế thì nói đây là người nào cũng đạt cái quả thành tựu một cái quả báo an lành của Đạo Phật giao thừa. Còn nói gì nữa? Không học giao thừa, không tu giao thừa, có khả năng ở tù từ ít năm tới nhiều năm, thậm chí tử bởi hành, vì đó là sát đạo dâm dập ảm tử. Ở đây các vị thọ giới, tam quy ngũ giới, các vị không làm tam quy ngũ giới, các vị giữ đúng, các vị tự do tự tại trong cuộc sống, các vị muốn gì nữa, đó là kết quả của học đạo rồi, chứ còn đòi gì nữa. Đó là học đạo của nhân thừa. Phải thấy như vậy mình mới có hạnh phúc, thấy như vậy mình mới giữ gìn cái giáo lý của nhân thừa. Còn giáo lý của thiên thừa, hôm qua Phật tử nói với tôi, nói cho tu thấy mệt quá, giữ gìn thân, giữ gìn miệng, giữ gìn ý. Tu vậy là khó. Vậy là khó tu. Thì nó phải khó thôi. Cũng như vậy, cái người mà ở trong một cái gia đình giáo dục, thì phải học cái giáo dục tốt của một gia đình. Rồi phải học cái giáo dục tốt của thầy cô ở nhà trường. Rồi phải học cái luật pháp của một xã hội. Thì như vậy thì con người của mình nó trong gia đình, bản thân mình, trong gia đình mình, trong xã hội mình thì nó mới có cái xã hội tốt được. Thì nó có người mình đi vào trong đạo Phật mà cũng có sự an lành ngang bằng cõi trời. Thì phải giữ gìn thân, tập thiện, tức là thân sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Miệng thì phải giữ gìn, không nói dối, không nói lời ra chiều, không nói lời theo dệt, không nói lời hung ác. Ý phải giữ gìn, đừng tham, đừng thân, đừng si. Đó là cái nhân của sự an lành cao. An lành nó cao hơn cái sự an lành của cái người mà chỉ ngũ giới thôi. Cái người mà giữ gìn ngũ giới thôi là coi như là một người làm ăn bình thường ở trong xã hội, không ai làm khó khăn, không ai rắc rối, không ai bắt bớ, không ai là trừng trị xử phạt gì mình được hết. Đó là tròn vẹn của cái tư cách của con người ở trong xã hội tốt. Con người tốt trong xã hội tốt thì ngũ giới nó ngang bằng ở đó. Còn thậm chí người ta ngon hơn nhiều chứ. Giữ gìn thân khẩu ý, người ta thanh tịnh hơn nhiều, người ta an lành hơn nhiều. Thì đó là mình hưởng phước báo của trời đó. Nhưng mà nhớ rằng hưởng phước báo của trời có, sự thật là có, nhưng mà phước báo của trời nó còn lẫn lộn, nó còn có thể quay lại lúc nào đó, nó quay lại nó thành Atula, có nghĩa là lúc nào đó mình có thể giận dữ đùng trong nhà mình, trong chồng mình, trong vợ mình, trong con mình, trong cháu, trong cái hoàn cảnh của gia đình mình, còn nổi đùng đó, thì lúc đó trời nó có thể rơi vào Atula. Là cái sự đấu tranh, đấu khổ, đấu về vật chất, đấu về tinh thần nè. Thì đó giai đoạn đó là coi như trời nó đọa, nó có thể rớt ra trở lại Atula. Mà rớt lại Atula cũng nguy lắm. Atula là đấu tranh, đấu khổ.
nghĩa ưa đấu tranh, ưa đấu khẩu, ưa giành cái lẽ phải, hoặc là về tư tưởng, về mặt ý thức, về mặt quyền lợi, đều là tranh giành. Thế thì từ cái trời, cái an lạc của cõi trời đó, cái an lạc của cái người mà giữ gìn là 10 cái nghiệp lành thân miệng ý đó, nó có lúc nào đó nó cái ý niệm mà là giận dữ tranh cảnh đó mình chưa kịp được. Cho nên là cái phước báo của trời nó còn luân hồi đó, tức là nó xoay dần, nó làm cho mình thọ cái khổ của đấu tranh là thủ la. Rồi có lúc nào đó mình cũng bình tĩnh lại, mình cũng ngồi lại, thì mình sống ở trong cái môi trường của tam quy, của ngũ giới. Thì lúc đó là từ cái cõi xuống xuống kia, nó chỉ sụp xuống ngang bằng cái cõi tam quy ngũ giới, là mình luân hồi là trở lại cái kiếp sống của con người. Rồi từ con người đó mình lơi cảnh giác, mình mất cảnh giác, bạn bè nào đó rủ mình làm ăn một cái ngành, cái nghề gì đó mà lợi rất lớn rất nhiều, mà mình lơi cảnh giác thì mình làm ăn cái nghề có thể là bất lương bất chánh. Thí dụ như BMU 18, đấy bạn bè này, bồ nhí nè, rồi rủ ăn chơi nè, là mình quên đi cái thân tam khẩu tứ ý. Ý tam cái là mình bị tuôn dốc cái là đi con đường bất lương bất chánh, tức là vừa tham lam ha, vừa dối mình dùng ngữ ha, rồi tham lam tức là trộm cướp đấy. Thế thì mình xa vào con đường vừa đà địa ngục, vừa ngạ quỷ, vừa súc sanh chung một lượt đó. Đó, do vậy cho nên là ta nói rằng là hướng phước báo của trời đó là nó còn có thể đi vòng tròn trong sáu đó, lúc lên lúc xuống, lúc qua lúc lại. Tại sao vậy? Tại vì mình chưa có bắt Bồ Đề Tâm. Đó, chỗ đó. Chưa bắt Bồ Đề Tâm. Quy y Tam Bảo. Quay về nương tựa với Tam Bảo. Với Phật, với Pháp, với Tăng. Dành lãnh giữ năm giới. Có sự an lành của con người trong xã hội. Tu thập thiện, hưởng phước báo ngon lành, tốt, an lạc hơn. Nhưng mà nó còn có thể đau đi đau lại, lộn tới lộn lui trong sau con đường là trời Atula, người địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ta gọi là lục đạo luân hồi. Bây giờ nói tới cái mà thế thì là ngũ giới và tập thiện mọi người đều có thể tu được, đúng không? Đâu có gì đâu khó, chẳng qua là làm nhiều hơn nhiều, làm ít hơn ít thôi. Nếu không khéo là nó luân chuyển ở trong sáu đạo đó, mà có thể nó đau khổ tới cùng cực, cho tới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi nó cũng có thể lên lại cõi trời lại được. Ta gọi là luân hồi mà, là vì qua cái cơn tội lỗi, qua cái cơn đau khổ đó rồi, mình ăn năn hối lỗi, mình bắt đầu mình sửa lại ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng và ba nghiệp của ý, bắt đầu làm lại thì mình hưởng sẽ an lành, cũng trở lại. Cho nên ta gọi là luân hồi là như vậy, là xoay dần trong sáu đảo là vậy. Bây giờ nói tới cái gọi là khó tu nè, mà khó tu không có nghĩa là không tu được, mọi người đều là tu được hết, nhưng mà vấn đề là phải phát Bồ Đề Tâm. Vậy thì Bồ Đề Tâm là cái gì? Bồ Đề Tâm là cái tâm giác ngộ, cái tâm hướng về cái mục tiêu giác ngộ, mà giác ngộ để được giải thoát. Cái tâm đó gọi là cái tâm Bồ Đề. Giác ngộ là cái chữ Bồ Đề, là gốc của nó là trí tuệ đó. À, cái tâm hướng về trí tuệ giác ngộ gọi đó là Bồ Đề Tâm. Mà mình đây mình có hướng về giác ngộ đâu? Chưa có bao nhiêu người hướng về cái mục tiêu giác ngộ hết đó. Mà giác ngộ mà mình chưa hướng về cái mục tiêu giác ngộ đó thì cái giải thoát không có trọn vẹn được. Mà giác ngộ là Bồ Đề Tâm, là giác ngộ là Phật, tức là Bồ Đề.
Bồ Đề là người giác ngộ. Từ cái giác ngộ của Bồ Đề tâm đó mà có được cái quả là Niết Bàn. Niết Bàn là giải thoát. Vậy thì phải phát cái Bồ Đề tâm là phát cái tâm hướng về giác ngộ để là nhân, để có cái quả là Niết Bàn, là giải thoát. Bồ Đề tâm là nhân mà Niết Bàn là quả. Mình đâu hợp rồi đó. Niết Bàn là quả. Đấy. Mà sự thật mình đọc thì nhiều đó. Mà mình chưa phát Bồ Đề tâm thật sự. Cho nên là tôi nói thẳng với các vị, tôi thì nó cái thời gian của tôi nó còn rất là ngắn ngủi. Tôi mới đặt cái vấn đề mình phải chỉnh đốn cái việc hoạt động, hành động gọi là Phật sự của mình, phải hướng về Bồ Đề tâm, phải phát Bồ Đề tâm chân thật. Chứ mà mình không kiên quyết phát đề Bồ Đề tâm là mình tu lặt vặt tu hoài không được vậy. Cho nên bữa nay là tôi dùng cái hộp đại tôi không thể thâu nữa đó. Kể từ đây tôi không thâu băng. Tôi thâu băng về rồi là có những người mà cộng tác với tôi làm gì việc băng dĩa ra không? Rồi bình luận với tôi có những điều mà tôi không gửi, không nói nữa. Tất cả nguyên nhân nào mà gây ra đau khổ tôi nhận thức đó rồi là tôi không làm nữa. Tôi phải bắt Bồ Đề tâm tôi hướng về giác ngộ là nhân mà cái quả là giải thoát. Hướng về Bồ Đề là nhân mà Niết Bàn là quả. Thì thời gian ngắn còn lại nó ngắn lắm mà mình hướng mạnh nó về thì cũng có thể được. Chứ còn mà không thì là mình gọi là tu vậy chứ mà mình không phát Bồ Đề tâm mạnh á thì thành tựu không có được cái quả vị ở trên đâu. Cái quả vị từ cái quả la hán trở lên, từ quả vị la hán trở lên người ta không còn luân hồi. Là tại sao? Là vì người ta phát Bồ Đề tâm. Những người đó phát Bồ Đề tâm rồi mới bắt đầu mới đi từ tu Đà Hoàng, từ Đà Hàm, A Na Hàm mới có tới A La Hán. Rồi từ A La Hán đó mới phát Đại Thừa Tâm, mới đi tới cái quả vị vô thượng Bồ Đề. Đấy. Thật ra phải phát cái tâm Bồ Đề. Mà muốn phát tâm Bồ Đề thì tôi nói tới nó luôn, nói qua nó lại, mà cái người học đạo phải quán triệt. Chứ không phải học một bộ kinh nào là lấy bộ kinh đó để rồi tụng, để rồi biết cái bộ kinh đó, chưa phải vậy. Phật hồi đó nói kinh là đụng đâu nói đó, nói đều là khác nhau hết. Sau này các cái vị tiền bối người ta mới sắp xếp cái hệ thống, cái hệ tư tưởng. Do vậy cho nên là nó cái hệ kinh này thì nó nói về cái chủ đích này, qua bộ kinh khác thì người ta đưa ra cái ngôn từ cái chủ đích khác, là do sau này đệ tử họ phân chia ra từng hệ tư tưởng mà họ sắp xếp cái ý tứ kinh. Chứ còn Phật hồi đó thì là gặp căn cơ nào nói căn cơ này. Cho nên là khi mà mình học kinh đó, thì nếu mà mình có điều kiện rộng rộng rồi đó thì học rồi, nhưng mà sau đó là mình phải tư duy, phải quán chiếu từng cái bộ phận, từng cái hệ tư tưởng của kinh điển đó. Tôi nói ví dụ như bây giờ phát Bồ Đề tâm á, tôi nói cái từ là bắt đầu vào phát Bồ Đề tâm á, thì cái công việc này nè, công việc đầu tiên này nè là tu tập sơ thiền. Tu tập sơ thiền. Mà sơ thiền người ta giải là cái chủ đích của tu thiền đầu tiên của sơ thiền á là tu một chữ ly thôi. Mà chúng ta ly được bao nhiêu? Ồ, A Di Đà Phật. Không hề ly. Học có, ly chút chút có,
cái ly mà thiệt á, bắt buộc được tâm ly mà để hướng về giác ngộ và giải thoát á, là chúng ta chưa có ly được. Ly đây á, chúng ta có tập ly để mà rồi cho nó đỡ khổ, rồi chút rồi hiệp à, ly cho nó đỡ khổ trong cái lúc mà bực bội đó, rồi nó qua cái giai đoạn đó là hiệp rồi, khi nó bực bội quá thì ly bực bội quá, đau khổ quá ly à, ly rồi cái rồi vài bữa vài giờ ngồi gì đó cái rồi hiệp à. Cho vậy cho nên là mình tu như vậy đâu có gọi là sao thiệt nữa. Thành ra sách Gia có câu là ly hiệp bi quan tở hí trường à, nhân sinh bất tuệ như xuân mộng, ly hiệp bi quan tở hí trường. Người sinh ở trong cõi đời, trong trăm năm trong cõi đời này là giống như cái giấc mộng xuân à. Thì tuy là có như tôi vậy là 80, có những vị là 100 tuổi, nhưng kỳ thật là ngoảnh lại nhìn lại thì thấy chẳng có cái gì là 70, là 80, là 90, là 100 cả. Cái người mà lớn lên rồi mà nhìn ngoảnh lại chẳng có cái gì cả. Cho nên nó như cái giấc mộng xuân vậy đó. Cái giấc mộng xuân thì đi chơi rồi thấy, đi du lịch rồi thấy, nhìn thấy qua anh đào là qua cái cẩm chướng rồi qua mimosa nè, các thứ hoa nổ rực rỡ vậy đó. Rồi thấy nhẫn nhơ ở nước biếc non xanh xứ này xứ nọ, nghĩa là thỏa thích vô cùng ở trong cái giấc mộng xuân. Nhưng mà sau đó có 20 phút cái giấc mộng nó tan rồi, thì tìm kiếm lại những cái mình đẹp đẽ mà mình mê ly, mình thích thú á, không hề có cái gì hết. Vậy mà mình thấy cái giấc mộng xuân đó là mình hưởng thụ, mình vui vẻ thích thú đó, mình thấy có khi là 1 năm, 2 năm, 3 năm không chừng. Chẳng hạn như cái giấc mộng Nam Kha đó, nồi cây vàng chưa chín mà cái anh chàng mà đi thấy đổ về mà nằm ngủ đó, thấy trọn gói cuộc đời sung sướng của mình 80 năm đó. Thì cái giấc mộng xuân đó mình cũng có thể là thấy 80 năm mình hưởng cái sự vinh hoa phú quý, mà sự thật cuộc đời này 80 năm không có là gì. Nhưng mà mình thấy nó dài và nó làm cho mình đau khổ ghê gớm. Cái câu đó tôi thấy tôi cũng thích đó. Và bản thân tôi năm nay là kể cho 80 ha, tôi nhìn lại tôi được cái gì? Giấc mộng xuân, giấc mộng dài. Rồi tôi nhìn lại tôi nghĩ tôi hơn ông già tôi năm nay là ông 72, tôi 79 là nhiêu. Thôi thì tôi nói 80 đi, là tôi hơn ông 8 năm. Tôi hơn ông tôi được gì? Tôi có cái gì để được? Hay là hơn 8 năm đó để rồi tôi phải tranh đấu với ưu mi khổ não đủ đều trong 10, 12 năm? Ngoảnh lại mình nhìn lại không có gì hết. Tôi hơn bà mẫu thân của tôi là mấy chục năm, tôi được cái gì? Như giấc mộng. Đó là một sự thật mà cái người đệ tử Phật à, tu tập là phải tập thiền định đó, phải tư duy, phải quán chiếu đó. Đừng tưởng đâu là mình lớn tuổi mình sống dai là ngon cả, không có cái gì ngon hết. Tục sanh chí lão nhất vô sở đắc, trong cái bài thơ cười của tôi có câu đó. Từ khi sinh ra tới khi già, người có trí tuệ, chứ còn phàm phu không có trí tuệ đó. Sử dụng cái trí tuệ của phàm phu thì họ thấy họ được dữ lắm. Được cái gì? Được vợ, được chồng, rồi được con, rồi bây giờ còn để lại mấy cái nhà cho con. Mà cái đó là sự thật, là những cái mà mình gọi là mình để lại đó, toàn là nguyên nhân đã đau khổ, đang đau khổ và sẽ đau khổ. Và tại vì mình duy trì không nổi cho nên mình phải chết. Chết mà không có nhắm mắt, chấp là phải nhờ người vuốt đó. Cái kỳ thật là không có được một cái gì. Nhân sinh bất tới như xuân mộng, trăm năm nó vậy, giống như là giấc mộng đẹp như Nam Kha. Giấc mộng Nam Kha thì 80 năm, và chúng ta thì ai cũng có những giấc mộng dài ngắn, tự suy nghiệm mà thấy không có gì. Ly hiệp bi
bi quan vỡ hết rồi. Ly và hiệp, buồn và vui, nó giống như là cái sân khấu vậy. Giống như sân khấu cái lương vậy, giống như sân khấu kịch vậy đó. Hợp lý, vui rồi buồn, khổ rồi sướng, đều là những cái không có cái gì mà giữ gìn, mà nắm bắt, mà là chắc chắn được hết. Cái đó là cái tôi nói bữa nay là, nó chưa vô cái kinh nào, nhưng mà nó là ý tứ của toàn bộ kinh điển. Không nghe nổi cái đó, không chấp nhận nổi cái đó, chứ đừng có đi lại Phật bất công. Không thấy được cái đó thì đừng có đi lại Phật. Phật không cho mình được cái gì đâu. Mình phải thấy nhân sanh bất tuế như sư mộng, tự mình phải cảm nhận cái đó. Mình phải thấy ly hiệp bi quan tở hỷ trường, phải xác định việc đó. Phải học cái câu của tổ sư tụng sanh chí lão nhất vô sở năng. Từ khi mà sinh ra tới già không có một cái gì để được, không có cái gì để được. Rồi phải học quyền giác thiền sư liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới, hải trung ao và nhất thiết thánh hiện như điện Phật. Thấy rất rõ cõi đời không có thực vật, không có người, cũng chẳng có Phật trời chi. Cõi đại thiên không có người, tức là không thấy có nhân sanh, mà cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm là không thấy có vũ trụ, không có vũ trụ. Hiền với Phật, hiền với thánh, những tia điện nhỏ đại. Học cái đó rồi có cái chủng tử đó, tư duy đó, rồi thiền định đó, đó. Thì mình học Phật nó nhẹ nhàng lắm, nó lệ lắm. Còn bạn học không nói cái đó thì mình đòi hỏi quá nhiều, cho nên mình nói đạo Phật khó tu. Thực sự thật không có, không có. Muốn tu phải phát Bồ Đề Tâm, mà phát được Bồ Đề Tâm á, từ cái chỗ phát Bồ Đề Tâm đó, người ta mới là ly được cái hữu vi pháp. Hiện tại hiện tại đồng tử là ngay từ khi sanh đã kinh nói rất là ý tứ. Ngay từ khi sanh đó, cái tên hiện tại đó là tại vì ngay từ khi sanh, ngay từ trong bụng mẹ là ông hiện tại này, là khi mà mẹ mà có mang là nhà cửa bắt đầu giàu có, giàu vô số, nghĩa là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ châu ma đảo san hô hết, thì cái gì quý giá trên đời đều là phát triển trong cái nhà đó đầy đủ hết. Cho tới khi sinh ra thì cái gia đình của cha mẹ hiện tại, nghĩa là không có một thứ ngọc ngà châu báu nào trên cái cõi đời mà người ta biết, mà trong cái gia đình, cái hoàn cảnh của hiện tại sinh sống đó không còn. Vì vậy mà đặt cái tên cho ông là Thiện Tài. À, Thiện Tài là cái tài của, cái tài của rất là mầu nhiệm, rất là tốt, rất là lành, mà không tự làm ra bằng nhân duyên tội báo nghiệp ác nào mà nó tự có. Do vậy nên cái của báo đó là cái của báo là khéo léo, là phước đức, là thánh thiện, cho nên đặt cái tên của ông là Thiện Tài. Kinh ta nói như vậy là để ta nói rằng là mình muốn tu hành là mình phải phát Bồ Đề Tâm đó. Mình phải ở trong cái môi trường, nghĩa là cho nên cái ông Thiện Tài đó mà khi mà sanh ông ra rồi đó, ông sanh trong một cái môi trường đầy đủ vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu ma não san hô bắp, tất cả như vậy. Để nói là cái gì? Để nói là tất cả cái đó ông đã trải qua hết rồi, ông đã có hết rồi, ông đã thừa thải hết rồi. Cho nên ông không còn có cái niệm ước mơ về thất bảo, về sự nghiệp dịch hiện tại. Từ đó mà phát Bồ Đề Tâm, hướng về trí tuệ,
giác ngộ và giải thoát. Đấy. Cho nên nghe nghe cái phẩm nhập pháp giới của thiên tài mà ngũ thập tâm tham nè, thiên tài đi tham hỏi học đạo đó, mà đấy cái chỗ đó. Vì vậy cho nên tôi nói với tất cả những quý Phật tử đó, những người nào mà có cái phúc duyên mà mình làm trong cái cuộc sống của mình về kinh tế đó, mình thấp nhất là cái thu nhập của mình đủ sống, có căn bản đủ sống trong trong hàng tháng hàng ngày của gia đình mình, thấp nhất là cái căn bản đủ chi tiêu trong ngày trong tháng, còn nó ổn thì đó phải nói là cái đó là một cái phước báo mà mình nên mừng, nên mừng. Và từ cái căn bản mà ổn định đó, mình mới bắt đầu phải phát tâm hướng về với đạo, nghe đạo, học đạo, hành đạo, đi trên con đường đạo thì nó mới là dễ, nó mới là dễ. Rồi khi mà nó ổn định rồi, mà thật ổn định, như những người mà thật ổn định, những người mà tôi nói ví dụ như những người mà có cái tiền vốn, mà ví dụ như là mình bỏ vô ngân hàng mà mình tháng mình có 5 triệu đi, 6 triệu đi ha, đại để là 1 tỷ bạc bỏ vô ngân hàng mình có 6 triệu ví dụ vậy, thì coi như hết sức vững vàng, coi như giàu rồi, phước báo cao rồi, thì cỡ đó rồi là bây giờ mình phát Bồ Đề Tâm. Dựa trên cái cơ sở an cư lạc nghiệp đó mà phát Bồ Đề Tâm tu. Tôi nói như vậy là tại vì tôi biết có nhiều người lắm chứ không phải là tiền nhiều hơn cái số đó nhiều lắm, nhưng mà chưa biết tu. Mà chưa biết tu thì nó nhiều mà không hề có sướng. Tiền rất nhiều mà không hề có không hề thấy giàu, mà cũng không hề có sang, mà cái tâm hồn cứ mong mỏi theo thuận hoài đó, thì mình lại là sống ở trong ngạ quỷ. Đấy, vấn đề là chỗ đó. Và chỗ tôi muốn nói gì với những người Phật tử nào nghe tôi, không phải có 10 tỷ, 20 tỷ, 100 tỷ mà người ta an đâu nha. Người ta không an, mà không an như vậy là trên con đường tu học của đạo Phật á, mình không có hưởng được cái gì của đạo Phật. Mà nếu mình đệ tử Phật mà mình học Phật mà mình biết áp dụng cái giáo lý á, thì mình hưởng được cái thánh tài của đạo Phật, mình sung sướng lắm. Ô, mà cái đó nói là không được giảng tí nào à nha. Do vậy cho nên người ta nói là đạo Phật tu khó là chỗ đó. Vì vậy cho nên người ta thấy khó, chứ đạo Phật đâu có khó. Hiện tại mà đi tham hỏi đó, hỏi bao nhiêu mà các cái vị mà thì kheo đi xuất gia, cư sĩ Nam, cư sĩ Nữ, nói bao nhiêu là hiện tại tư duy quán chiếu rồi thấy là tự mình lãnh thọ được hết. Là tại vì hiện tại phát Bồ Đề Tâm, tại vì hiện tại biết được những cái thứ hữu vi pháp là nguyên nhân của đau khổ. Cho nên đối với hiện tại là đi hỏi một ông Bồ Tát, một ông cư sĩ, một bà cư sĩ mà nói ra cái là những cái thứ mà tâm mũi thiền định đó, mình nghe mình tưởng tượng như là mình sắp là điên loạn lên, mình không tiếp thu nổi vậy đó. Nhưng mà thật sự là hiện tại nghe rồi chấp tay rồi, cái tịnh lễ cảm ơn, cái đi cái nhiễu mấy vòng rồi coi như là uống trọn hết, giống như người ta mời uống nước vậy nè. Là sở dĩ mà mình nghe không nổi các cái thứ thiền định tâm muội là tại cái gì? Là tại vì mình còn đam mê hữu vi pháp. Mình đam mê hữu vi pháp có nghĩa là mình chưa phát tâm hướng về giác ngộ và giải thoát. Mình không giác ngộ và giải thoát là tại vì mình còn vướng mắc đam mê hữu vi pháp. Mình thấy tiền tài danh vọng địa vị con cái chồng vợ vân vân là có thật và mình đam mê nó.
Do vậy cho nên mình nghe các cái thứ thiền định tam muội đó là nói vô số kể. Tôi tưởng tượng rằng tôi khuyên các vị đừng nghe kinh Hoa Nghiêm là hơn. Mà nghe kinh Hoa Nghiêm mà không có người hướng dẫn, mà các vị không phát cái bồ đề tâm thật sự, là các vị nghe rồi các vị còn ngu gấp 100 lần hơn là các vị chưa nghe. Chứ đừng tưởng đâu là nghe nói kinh Hoa Nghiêm là nghi ngốc rồi, rồi thỉnh về đọc cho có bước, không có đâu. Đọc ngu hơn, u mê ấm chứng hơn nhiều, và sợ hãi bậy bạ hơn nhiều. Mà phải nắm cho được rồi là các vị nghe hết sức là nhẹ nhàng làm ra mà. Mà tôi xin giới thiệu qua đó là các vị muốn nghe kinh đó mà các vị tiếp thu được là các vị phải phát bồ đề tâm. Mà phát bồ đề tâm là phải hướng về trí tuệ, là bồ đề giác ngộ giải thoát là niết bàn, tức là bồ đề và niết bàn. Mình làm cái trọng tâm, cái đích đến để mình đi. Còn chúng ta thấy khó là tại vì chúng ta chưa phát bồ đề tâm. Chúng ta còn đam mê vật chất, tràn ngập đam mê và hữu vi pháp. Cho nên tôi nắm một cái ý này nè. Cái ông Tu Đạt Đa đó, mà cái ông đại thí chủ của Phật đó, như Thiện Hải Văn với Thầy Phật tại sao vậy, quốc kỳ thọ cấp cô độc viên đó. Cô độc viên là cái giường của ông cấp cô độc mà cúng cho Phật làm cái tịnh xá kỳ hoàng. Ông đó giàu dữ lắm, giàu tiền bạc nghĩa là nhiều lắm, có lẽ là như ông Bill Gates của chủ tịch Microsoft của Mỹ bây giờ, giàu gần chứ giàu hơn cái tiền của chính phủ. Ông cấp cô độc đó. Nhưng mà ông cúng cho Phật thì Phật cũng chẳng làm sao được. Phật cũng dạy rồi, ông muốn nghe tới cỡ nào thì ông nghe thôi. Chứ Phật cũng chẳng bảo ông cái gì, chẳng cái gì được. Bởi vì Phật đâu có dùng nguyên hành. Thì tới cái lúc mà ông già, ông chết rồi, ông già chết vẫn đau khổ. Lúc ông gần chết ông cũng vẫn đau khổ. Phật nghe vậy Phật mới sai ông Xá Lợi Phất. Phật sẽ lại phát cái tâm bệnh rồi Phật mới nói cái 10 cái thí dụ. À, cái chỗ này là cái chỗ phải để ý rồi nè. Dạy cho cái ông cấp cô độc nó 10 cái thí dụ. Đã để là ông phải quán hữu vi pháp. Nhưng mà ông nghe nói không? Lúc đó bây giờ ông bệnh rồi. Bệnh ông biết rằng là ông không còn sống nổi nữa bao nhiêu rồi. Hữu vi pháp như mộng. Mà hữu vi pháp tức là núi sông đất liền trời đất mây nước động vật thực vật khoáng vật trên cõi đời, nói chung là cái vũ trụ không gian và thời gian bao trùm hết mọi vật ở trong cái không gian thời gian đó mà chúng ta đang sống. Tất cả cái gì trong đó đều gọi là vũ trụ. Mà cái gì trong vũ trụ trùm chứa đó, cái đó gọi là hữu vi pháp. Hữu vi pháp là gì? Đó là những cái pháp duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên nó, ông phải coi nó như mộng. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Ông sẽ lại phân nói như mộng. Đó, mà về Phật tử mình được bao nhiêu người có để ý tới cái đó? Bao nhiêu người để ý tới cái đó? Ba cái ông thầy chùa đây mà còn hãy cất được một cái chùa là hạnh diện một mất, hai cái chùa là lỗ mũi phình hai lần, ba cái chùa là cái bộ mặt lục khổng khế để bắt người ta lại lục lên ba tầng, cho tới 15 cái chùa thì 15 cái cấp quý tộc xê sang ở trên cái cõi đời này. Thành ra cái đó là cái sai lầm ghê gớm. Chùa mà còn thấy được là hữu vi pháp như mộng mà còn ai Phật tử bắt thấy là thấy sao đấy. Cho nên một cái sai lầm ghê gớm là cái đánh giá của người Phật tử mà giết thầy chùa, giết mấy ông tu
này ghê gớm lắm. Vì ghê gớm lắm cho nên ông giàu ghê gớm lắm. Ông giàu ghê gớm lắm cho nên ông không phải là một chùa, mà ông là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ông 15 cái chùa mà từ Âu sang Á, từ Úc sang Mỹ, qua Mỹ bao nhiêu chùa. Cho nên là phải lại ông là phải lại chứ mèo nhào và đi là phải đi thụt lùi. Trời ơi, cái đó là cái sai lầm ghê gớm của Phật tử tự giết thì mình. Đệ tử tự giết thầy mình. Và thầy mình vì ngu quá cho nên đệ tử nó giết. Không thấy được. Hữu gì bám như. Chứ bỗng thì anh tu cái gì. Rồi cái ví dụ thứ hai này à, cư sĩ ông sẽ lại bắt ra cư sĩ thật dạy ông phải coi hiện tượng nhãn pháp này là như huyễn đó. Ông biết huyễn là cái gì không? Huyễn là những cái ảo thuật đó, giống như cái hình ảnh của trên TV đó là hình ảnh huyễn đó, hình ảnh của cinema đó là hình ảnh huyễn đó, và những cái tiền mà trong cái túi mà mấy ông ảo thuật nó rút ra hoài, nhiều thiệt nhiều ông thấy tiền đó là cũng huyễn đó, rồi nhiều cái thứ huyễn khác, nó làm một cái tòa nhà mà mình thấy cái tòa nhà hết sức lắm rồi nó làm cái sập cái âm liền đó, là sự thật không có nhà nào à, tất cả những cái thấy đó là huyễn đó, chứ huyễn cũng gọi là ảo, ảo tức là ảo thuật đó. Ảo thuật hay là huyễn thật là một thứ đó. Thì cư sĩ phải coi, phải quán giả pháp này như trò ảo vậy, như trò ảo thuật vậy. Cư sĩ nhớ không? Ông kia ông gật đầu. Nhưng mà ông như ảo, như bào. Cư sĩ phải nhớ là hiện tượng giả pháp này nó không có bền lâu gì đâu. Sự nghiệp mà ông tạo mấy mươi năm đó, kể cả cái đất mà ông cúng cho Như Lai Thế Tôn gần 40 mẫu nè, là nó như là bọt nước vậy thôi. Cho nên giờ là Thế Tôn ở như chết bữa là đất sụp chỗ nào lúc nào cũng không biết, không có gì chắc chắn hết rồi. Như bào nè, như ảnh nè, nó như cái bóng vậy nè. Cái bóng là hình bóng đó, bây giờ là phải chụp hình chụp vậy đó. Chứ còn mình không phải là cái bóng đó, cái bóng đó không phải là mình. Thì cái bóng mình đứng nó rọi xuống dưới nước đó, thì thấy dưới nước nó có là ở trên cái tỉnh gì đó, có cái đền hùng đó, có cái giếng của cái nàng cung Mỹ Nương để mà rọi soi để chải tóc đó. Đó thì cái bóng của sự do hiện tượng này nó giống như là cái bóng mà nó rọi dưới giếng vậy đó, giống như cái hình ảnh cái bóng mà mình nó in như mặt nước hồi xưa, bây giờ còn cái giếng đó. Giếng đó ở chỗ đền hùng thì những cái bóng đó là không có thật vậy đó, giống như hình rọi nước vậy đó, giống như cái hình của họ chụp vậy đó, cái đó không phải là mình. Rồi như bóng như huyễn này, như bào nè, như ảnh nè, như lộ nè, lộ này này cư sĩ này, ông Tu Đạt Đa, ông có biết sương mù của buổi sáng không? Nó dạ thưa đại đức biết. À, ông phải tư duy quán chiếu rằng là sự vật trên cõi đời này pháp hữu vi đều là như sương mù buổi sáng vậy đó. À, coi vậy đó rồi nó sanh rồi nó diệt, cái diệt sanh 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 diệt vô cùng vô cực. À, bằng cớ là nếu mà cư sĩ tưởng tượng đi Indonesia đó, vừa là núi lửa phun lên là vừa là đất sạch đó, cả cái vùng Ấn Độ Dương thực thì đó là kể cả Sri Lanka, Ấn Độ, Thái Lan là chết bao nhiêu là ngàn người đó, đất thịt mất luôn cả cái hòn đảo đó. Cư sĩ nhớ biết cái đó không? Nó dạ biết. À, hay là nó rất là mong manh, nó rất là tạm bợ vậy đó. Như lộ những như điện. Cái sử có để ý là điện tài chớp không? Khi sắp mưa đó. Bây giờ có. Ông ấy
Ông Thế Lại Bánh nói là cư sĩ nên nhớ rằng là Như Lai dạy rằng là tất cả hiện tượng giảng pháp là từ là vua quan nè, quốc vương thái tử đại thần tể tướng tam công nè, bách quan nhạn dân này, cái cuộc sống coi vậy đó, chứ không ai mà giữ gìn được cái gì hết á. Nhân sinh bách tới như sương mộng mà ly hiệp bi quan tở hí trường, cho nên nó mong manh tầm bợ lắm, như cái điện chớp vậy đó, nó chớp ra coi nó ngoằn ngoèo vậy đó, nó mất nghe. Cứ sĩ nhớ cái đâu này, nhớ ông nhớ mà ông rướm rướm nước mắt, nói tới đầu ông khóc tới đó. Rồi cư sĩ nhớ là bông trăng dưới nước không? Sự vật này như bông trăng dưới nước, sự vật này là như cái càng phát bà thành, sự vật này nó như là cái chuối có đời này, sự vật này nó duyên sinh rồi nó tồn tại, nó giống như cái chuối vậy đó, lột viết rồi hỏi cái gì là cái chuối không có. Cho nên nó giống như là cái chiếu non mà mình sắt mình ăn ghép đó, cứ lọc hoài lọc viết không còn gì hết. Thế thì sự vật này nó vô ngã, vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô thường cho nên khổ nên bất tịnh. Cho nên là cư sĩ nhớ như lai dạy như thế đó. Tôi lại đây để tôi nói dân lời Như Lai nói cư sĩ đó, cái ông khóc cái nước mắt chảy ràng rụa ra. Cái ông giác ngộ rồi, mà ông khóc. Cái ông anh đang hỏi, Đại Đức Xá Lợi Phất nói như vậy mà bộ cư sĩ nghe không hiểu, là không tiếp thu được, hay sao mà cư sĩ khóc? Ông Tu Đạt Đa nói, không phải tôi không hiểu, không phải tôi không tiếp thu được, mà khi tôi nghe lời của Như Lai truyền đạt, tôi xúc động quá. Tôi đã từng cúng dường cho Như Lai là mấy mươi năm nay mà tôi chưa được nghe và tôi chưa được nhận thức những cái ý tứ như vậy. Vì vậy mà cái giờ của tôi sắp chết về mà tôi còn khổ đau. Mà bây giờ tôi nghe lời của Đại Đức Xá Lợi Phất nói như thế, qua sự truyền dạy của Như Lai, tôi xúc động quá, tôi tiếp thu hoàn toàn, tôi sung sướng quá, tôi không còn thấy vấn đề sinh tử của tôi là vấn đề đau khổ nữa, cho nên tôi sung sướng quá, tôi cảm ơn Như Lai mà tôi khóc. Ông A Nan nói, trời, cư sĩ thì sao chứ, mấy cái này là tôi huynh đệ tôi nghe hoài nghe hoài là nó có gì đâu khóc. Thì té ra pháp cũng là một pháp, nghe cũng là nghe, mà nghe mà nó thấm nhuần vô trong tâm, ở trong trí mình á, thành ra trong cái giờ phút nghe đó là ta vừa giới, vừa định, vừa tuệ, vừa giải thoát thì kiến ngũ phần pháp thân người ta tiếp nhận một lúc, cho nên người ta đắc đạo ngay. Thành ra đắc đạo không phải là đại lâu, không phải là đại tu lâu năm, đắc đạo ngay, giải thoát ngay, và coi cái sự chết trong đó như mộng. Như quyển, như bà, như ảnh, như lộ, như điện, không có vấn đề chết sống, không có khổ đau. Còn anh An nói, trời ơi, tôi nghe hoài, đâu có gì đâu khóc. Đấy, khác nhau ghê lắm vậy đó. Tôi nói như vậy để tôi nói với các Phật tử rằng, với đại chúng rằng, cái đích đến của chúng ta học là phải tiếp nhận cho được hữu vi pháp và vô vi pháp, phải nhận cho được hiện tượng và bản, phải thấy cho được hiện tượng hữu vi là duyên sanh, là như nguyện, và chúng ta phải tư duy ta nắm cho được nó có cái bản thể chân thường, chân lạ, chân ngã, chân tịnh, tự nó gọi là đệ nhất nghĩa, nghĩa không. Đừng đặt vấn đề này là cái gì có, cái gì không. Không có cái gì có, không có cái gì không, không có cái gì cũng có, không có cái gì cũng không, không có cái gì chẳng phải có, không có cái gì chẳng phải không. Do vậy cho nên là Kinh Lăng Già ta gọi là ly tứ cú và tuyệt bất thi, 100 câu hỏi của Đại Huệ đều là không dính dạng.
khi mà dựa trên pháp huy này mà hỏi thì chẳng những ông hỏi 108 câu hỏi mà ông hỏi 1800 câu hỏi cũng không dính dáng. Đấy, cho nên vấn đề là khó tu hay dễ tu là do cái sự phát tâm của mình. Nếu như dễ tu thì mình học nhân thừa thiên thừa, mình tu là đàng hoàng, kết quả đàng hoàng đấy chứ. Dễ quá mà, do dễ tu cho nên là mình mới bình an đây nè. Còn nếu người không tu thì bây giờ ta đang tù nè, đủ thứ tù tội, đủ thứ là tội án, từ cho tù tội tới tử hình. Còn như mình tu ngủ giới thì mình ăn làm vậy đây là nhân như vậy, nhân là ngủ giới ra cái quả là bình an. Sao gọi là khó tu, sao gọi là không kết quả? Rồi còn tu thập thiện thì tùy theo mình hướng ăn hơn nữa cơ. Còn cái vấn đề mà tu đòi tu mà tu cao là phải phát bồ đề tâm. Tuy nhiên chúng ta có quyền học, học kinh điển cho tới cùng cực sâu sắc của đạo Phật, chúng ta có quyền học, nhưng mà chúng ta sử dụng tới cỡ nào thì điều đó do sự phát tâm của chúng ta. Do vậy cho nên học thì nên học, học để mà biết chứ. Rồi tự mình tu tập tới cỡ nào, mình hưởng phước báo cỡ nào là do mình. Chứ đạo Phật không phải là dễ tu mà cũng không phải là khó tu. Thôi giờ tạm ngừng ở đây vậy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ địa nguyện đẳng. Thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện.